Xong việc rồi, ngon quá rồi, cười lên. Kênh YouTube Đức Vinh TV trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay gia đình nhà bác Vân Phi có tổ chức lễ thành hôn báo hỷ cho hai cháu con trai và con dâu. Đó là các cháu đã xây dựng gia đình và hôm nay gia đình có tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Con mời làm 60 mâm cỗ, mời bà con họ hàng nội ngoại ra của gia đình cùng bà con cô bác xóm giềng cùng bạn bè của các cháu. Chương trình được tổ chức vào 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 năm 2024. Nhưng mà vì điều kiện là đúng là trùng lập vào một cái cơn bão số 3 cho nên là chương trình bị rút ngắn mất vào ngày mùng 7 chiều hôm qua là do bão về. Đúng vào tâm bão cho nên chương trình đại lễ thành hôn báo hỷ chỉ tổ chức được sang ngày mùng 8. Trong phạm vi ngày mùng 7 chỉ chuẩn bị bà con, cô bác, họ hàng, anh em, nội ngoại tập trung về để chuẩn bị công tác hậu cần. Cho nên là cũng chương trình thì cũng rút ngắn lại, không được như dự kiến ban đầu. Để quý vị khán giả được cùng chung vui với gia đình, kênh ITV Đức Vinh TV có ghi hình toàn bộ sự kiện gồm 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 năm 2024. Và bây giờ là chương trình công việc hậu cần là đang chuẩn bị. Chúng tôi là phục vụ trong mưa bão đây. Gió lúc này là 11 giờ trưa ngày mùng 7, gió bão bắt đầu đang đổ về. Cho nên bạt rạp với dựng khung thôi, chưa thể lên bạt được. Và công việc vẫn phải tiến hành. Để sang ngày mùng 8 là sẽ đón quý khách về dự tiệc chung vui và có tổ chức giao lưu văn nghệ. Cô dâu chú rể ra mắt bà con họ hàng nội ngoại cùng bạn bè và láng giềng gần. Do ảnh hưởng của bão nên hôm qua ngày hôm qua không dựng được gạp, nay với sáng nay bà con ta mới dựng sớm, bây giờ là 5 giờ sáng, đúng 5 giờ sáng bắt gạp sáng sớm bắt đầu đấy, giờ lôi cương. Mải lắm. Có nhà. Ừ, mải lắm. Thế này. Rồi. Hay thứ hai tôi hay cậu có phát biểu ý kiến của tình hình hôm qua đây là thời tiết ở quê ta thế nào? Tôi nghĩ là hơi buồn một tí, nhưng đến giờ tuyệt vời lắm rồi. Qua là không có ca nhà.
quá giàu luôn, vỗ tay. Quá giàu luôn. Ngày xưa chú cưới còn mưa 3 ngày kia. Để đưa tất cả chúng ta đang có mặt hiện diện tại nơi đây, họ đã chính thức cùng nhau chung tay chèo lái con thuyền tình hạnh phúc và sẵn sàng giăng lưới, giăng buồm vượt sóng ra khơi để cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời này. Vâng ạ, thưa quý vị, không ai khác. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng trọn tầm nhìn về cánh cổng hoa số 1 của gia đình để chào đón hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một trong các tay thật lớn để chào đón chú rể Bá Nam. Vâng, thưa quý vị, kính mến, khoảnh khắc này sẽ trở nên thiêng liêng và ý nghĩa khi đang được đón nhận bằng một tràng tay thật lớn, thật dài hơn nữa của quý vị ạ. Để cùng dìu bước cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đang cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, dìu những bước đầu tiên trên con đường của hạnh phúc ạ. Vỗ tay thật lớn nha quý vị ơi. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tiến bước lên phía sân khấu ạ. Cô dâu và chú rể là hai nhân vật chính, là chủ nhân của cánh diều hồng mang tên Bá Nam và Mỹ Lệ. Thưa quý vị, dựng vợ và gả chồng cho con cái là bổn phận, là trách nhiệm, nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao đối với các đấng sinh thành và dưỡng dục. Ngày hôm nay sẽ trở nên thiêng liêng và ý nghĩa khi có được sự chứng kiến và dìu dắt của cha mẹ đôi bên gia đình. Giờ phút này, chúng tôi xin trọng kính mời quý vị sẽ cùng tiếp tục hướng về cánh cổng hoa số 1 ạ, để cùng chào đón sự hiện diện của hai người mẹ thân sinh là cô dâu và chú rể ạ. Kính mời hai quý bà hãy cùng nắm tay nhau ạ, nở những nụ cười thật hạnh phúc ạ, để cùng tiến lên phía sân khấu. Quý vị dành một tràng tay thật lớn ạ, để cùng chào đón. Và cùng với đó sẽ là sự hiện diện của hai người cha thân sinh ra cô dâu và chú rể. Kính mời hai đứa và hãy cùng bắt tay nhau trở lên phía sân khấu của chương trình. Quý vị vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Yêu, đó chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho loài người chúng ta. Chính bởi vậy mà trong cuộc sống của mình thì ai ai cũng khao khát kiếm tìm một người bạn đời trong năm, một người không quá hoàn hảo, nhưng người đó sẽ nguyện cùng với chúng ta nắm tay để chia sẻ mọi gọt bùi trong cuộc sống. Và trải qua rất nhiều những năm tháng dài tìm hiểu nhiệt thành của lứa tuổi thanh xuân, thì trên bước đường học tập, lao động, công tác, hai em Bá Nam và Mỹ Lệ họ đã gặp gỡ được nhau, tìm hiểu bén duyên và để rồi yêu thương nhau. Và từ những sự yêu thương tìm hiểu cặn kẽ đến chín mùi, hai em đã trở về thư chuyển với cha mẹ của hai bên gia đình. Hai nhà cũng đã có những cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, giao lưu, trò chuyện để rồi bàn bạc, lựa chọn và ấn định trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024, tức là ngày mùng 6 tháng 8 năm Giáp Thìn, là ngày đẹp nhất hai bên gia đình sẽ cùng nhau chung tay vun đắp câu chuyện hạnh phúc của các con. Và khoảnh khắc này, thay tiếng nói từ phía đại diện của hai bên gia đình cũng như gửi tới quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất, xin mời đại gia gia đình chúng ta hãy gửi tới các vị khách quý một cái cúi đầu thật sâu thay lời chào trân trọng nhất. Xin mời. Và thưa quý vị kính mến, chuông vàng đã điểm, giờ vàng đã tới. Giờ phút thanh long hoạt đạo, chúng tôi xin được trân trọng và tuyên bố chương trình lên thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Bá Nam sánh xuyên cùng cô dâu Mỹ Lệ. Xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị,
kính mến, trải trọng đầu tiên của chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai vị đoàn trưởng đại diện của hai bên gia đình sẽ trở lên phía sân khấu để có những ý kiến phát biểu trao dâu nhận rể và nhận dâu trao rể trước toàn thể quý vị. Xin quý vị dành một tràng tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai ông đoàn trưởng đại diện hai bên gia đình ạ. Hát bài tình yêu của từ đây đâu nha. Vâng ạ, sau đây thì quý vị sẽ cùng đến với lời phát biểu của bác đoàn trưởng đại diện của hai bên gia đình, sẽ có những ý kiến phát biểu và gửi tới quý vị với những lời cảm ơn chân quý nhất. Xin được trân trọng và kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho hai gia đình, tôi thì là ông chú của cháu Nam. Hôm nay là ngày vui của ông cháu. Hai cháu tìm hiểu nhau mà hai cháu thống nhất xây dựng bạn đời hạnh phúc trăm năm. Hôm nay tôi đại diện cho hai gia đình cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, hai họ chung vui với hai gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai cháu. Trước tiên tôi cảm ơn tất cả các cụ, các bà có mặt trong buổi hôm nay. Tôi đại diện cho hai gia đình chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu tân khách hay họ chung vui với gia đình chúng tôi. Tôi đại diện cho hai gia đình xin chân thành và cảm ơn, chúc hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu ân tình của bác đoàn trưởng đại diện của hai bên gia đình, thể hiện những thành ý tốt đẹp và cùng nhau chung tay vun đắp câu chuyện hạnh phúc của các con các cháu, để rồi nam môn thì đa hỷ khánh, nữ tế cận thừa long, đẹp xuyên con đồ đến cha mẹ mừng lòng, mừng bốn chữ nghi kỳ gia thất. Và ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật xin đón các con về để hợp cần thành hôn. Thưa quý vị, thông xa thì như ruộng đền bờ, bên mong được rể còn bên chờ được dâu, và khó đi có lại mới toại lòng nhau, để rồi có thương có nhớ thì mới nên cầu ân tình. Chúng tôi xin được kính chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kể từ sau phút này, hai nhà chính thức hòa chung là một, mãi mãi keo sơn và đời đời bền vững ạ. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và khoảnh khắc này thì cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đã chính thức là vợ là chồng của nhau. Và cùng để ghi dấu lại một mốc son, để cùng đánh dấu ngày vui hạnh phúc của dâu rể cũng như cuộc sống tương lai và mãi mãi sau này, xin mời hai bạn hãy tiến lên phía trước và thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới. Xin mời. Vâng ạ, thưa quý vị kính mến, khoảnh khắc này xin mời cô dâu chú rể hãy cùng quay hướng tầm nhìn về nhau ạ. Hãy dành cho nhau những nụ cười thật rạng rỡ và những ánh mắt yêu thương. Hồi tưởng lại những kỷ niệm thật đẹp trong những ngày đầu hai bạn yêu nhau. Và thật tết rồi mà cứ ngỡ như mơ, trải qua bao nhiêu tháng đời năm chờ, niềm vui, niềm hạnh phúc bây giờ là đây. Vâng ạ, thưa quý vị, nhẫn cưới là biểu tượng cho sự trường tồn và vĩnh cửu trong tình yêu, là một vòng tròn nhỏ không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và tình yêu họ đã dành chặt cho nhau, nguyện cùng nhau nắm tay đi đến suốt cuộc đời này. Xin mời cô dâu chú rể hãy xuống phía quay xuống phía dưới ạ. Và giơ cao bàn tay đeo nhẫn của mình lên ạ. Quý vị ơi, quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ, để chào đón một tổ ấm mới mang tên Bán Nam và Mỹ Lệ chính thức được ra đời. Xin được cảm ơn quý vị. Của hai bên gia đình, đó là sự hiện diện của cha mẹ của cô dâu và chú rể, cũng trở về có những món quà để chúc phúc cho các con. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ chú rể sẽ cho những kỷ vật yêu thương để chúc phúc cho các con trong ngày hôm nay. Xin mời ạ. Được con lớn trưởng thành và được hạnh phúc, ngày hôm nay với niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng tuyệt vời, cha mẹ mừng vui đón nàng dâu yêu quý trở về để chính thức làm dâu làm con trong gia đình.
và với những tình cảm yêu thương mà cha mẹ đang dành tặng cho các con, xin đã thấy tiếng nói của cô dâu chú rể, chúng con kính chúc cho bố mẹ có thật nhiều sức khỏe và sẽ cùng tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc của chúng con trên bước đường xây dựng gia đình ạ. Vâng ạ, quả thật vậy, mẹ con ta thì nghĩa nặng tình sâu. Mà hôm nay cha mẹ mừng đón con dâu mình về, hỡi ai về mải đồng quê, đắng say khúc hát ta cùng về mừng duyên. Mà mừng cho rể thảo dâu hiền, mừng cho hạnh phúc, tình duyên vững bền. Vâng ạ, những tình cảm rất là yêu thương mà ngày hôm nay thì cha mẹ của chú rể đang dành tặng cho hai con, và đặc biệt là dành tặng cho nàng dâu yêu quý của ông bà. Những tình cảm yêu thương ấy thì hai em sẽ coi đó chính là những nền tảng vững chắc, những viên gạch xây dựng lên tòa lâu đài hạnh phúc của hai em. Vâng ạ, cười thật tươi lên cô dâu và chú rể ơi. Đại gia đình chúng ta vỗ tay thật lớn hơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị. Và tiếp tục sau đây là món quà của bố mẹ cô dâu ạ. Vượt qua một chặng đường rất là xa xôi, trở về từ xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ngày hôm nay thì những tình cảm yêu thương con, cha mẹ cũng đã trở về để cùng chung vui, chứng kiến và chúc phúc tới các con. Và có những món quà, những kỷ vật, cùng với đó những lời chúc tốt đẹp để chúc các con được trăm năm hạnh phúc. Xin mời ạ. Thưa quý vị kính mến, con cái chính là tài sản vô giá và lớn nhất của cuộc đời cha mẹ. Ai ai cũng mong muốn khao khát cho con cái của mình được vượt qua, cùng nhau chung tay thực hiện được ước mơ lớn nhất của cuộc đời. Đó là nhìn thấy các con vươn lớn trưởng thành và đã lựa chọn được hạnh phúc mà các con đã kiếm tìm. Và có một hạnh phúc gọi là buông tay, thưa quý vị. Trong cuộc đời của chúng ta thì sẽ có một số lần cha mẹ sẽ buông tay các con để cho các con được vững chãi hơn trên bước đường của mình. Ngày hôm nay thì một lần nữa cha mẹ lại buông tay người con gái yêu quý của mình để cho con tiếp tục nắm tay và đồng hành với người bạn đời mà các con đã lựa chọn ạ. Xin mời đại gia đình chúng ta đứng xích lại gần nhau hơn một tí nữa đi ạ. Sát lại gần nhau ạ. Và xin mời các nhà nhiếp ảnh ra các ống kính máy quay hãy hướng chọn tầm nhìn vào khoảnh khắc này trên phía sân khấu. Và chụp lại với bức ảnh lưu niệm của hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu và chú rể. Quý vị vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn món quà của bố mẹ hai bên gia đình. Kính mời bố mẹ sẽ chay chờ chúng sẽ bàn trải hạnh phúc ạ. Xin mời món quà tiếp theo, trân trọng kính mời món quà của người em gái chú rể sẽ trở lên sân khấu để tặng quà cho anh chị. Xin mời. Vâng ạ, thưa quý vị, từ xa xưa thì ông cha ta từng có câu rằng anh chị em thì như thể tay chân, mà rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Ngày hôm nay các em anh chị đi xây dựng gia đình thì người em gái của chú rể có những món quà rất ý nghĩa để chúc phúc cho anh chị. Và bên cạnh những món quà ý nghĩa sẽ có những món quà bằng tinh thần. Đó là những lời chúc tốt đẹp mà ngay sau đây người em gái của chú rể sẽ được dành tặng tới cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin mời. Ok. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quan viên hai họ. Lời đầu tiên cho phép em, con và cháu xin được gửi đến quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Vì mặc dù thời tiết có hơi bão gió, nhưng mà rất là cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng gia đình của chúng cháu ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Lời tiếp theo thì em có đôi lời muốn gửi đến anh chị của mình. Là cuộc sống và hôn nhân của anh chị sau này. Cuộc sống hôn nhân của anh chị sau này sẽ không phải là một con đường chạy đầy hoa hồng, mà chắc đôi lúc sẽ gặp những khó khăn và thách thức. Đôi lúc là những cái điều mà chúng ta không thể ngờ được, giống như cơn bão của ngày hôm qua. Nhưng mà em mong rằng là cái điều mà quan trọng nhất là anh chị hãy cùng nhau nắm tay và đi đến cuối con đời, cuối con đường. Em chúc anh chị
chân cứng đan mềm, đường xa không mỏi, một đời thương nhau. Cảm ơn ạ. Thưa quý vị, một lời thì bằng cả vạn câu, mà nói sao cho hết những câu ân tình. Quả thật là ý nghĩa và xúc động phải không quý vị? Thu Hồng xin phép được truyền tải với lời chúc của người em chú rể. Thưa quý vị, đi qua ngày mưa, chúng ta mới trân trọng những ngày nắng, mà sau cơn mưa thì trời lại tạnh. Và có một câu nói rất nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà Thu Hồng cảm thấy rất tâm đắc, đó là trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, và những người chúng ta gặp không phải là ngẫu nhiên. Thưa quý vị, quả thật vậy, có thể gặp gỡ được nhau ở trên trái đất với hàng triệu triệu những trái tim như thế này, thì làm như thế nào để một chàng trai quê hương Thái Bình ạ? Nếu có thể gặp gỡ và làm quen, yêu thương một người con gái quê hương tỉnh Bình Thuận rất là duyên dáng, dễ thương như thế này, chúng ta hãy tin chắc chắn một điều rằng đó chỉ có thể là duyên, là định mệnh. Và nếu có thể cùng nhau nên được nghĩa vợ tình chồng, chúng ta hãy trân trọng gọi đó là chữ nở. Nhưng nếu có thể nắm tay vượt qua mọi bão tố của cuộc đời, đó chính là chữ tình đấy quý vị. Vâng ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho dâu rể ngày hôm nay ạ. Xin mời hai bạn hãy cùng dành tới các vị khách quý một cái cúi đầu thật sâu thay lời cảm ơn chân thành nhất. Xin mời. Vâng ạ, giọng phút này thì Thu Hồng xin được gửi chào cô dâu và chú rể về với vòng tay yêu thương của quý vị. Và sân khấu này tiếp tục là của những người thực hiện chương trình chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời hai em. Vâng ạ, thưa quý vị, kính mến, với những khoảnh khắc vô cùng yêu thương được diễn ra tại sân khấu của gia đình họ nhà trai chúng tôi, đây cũng chính là một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của cô dâu và chú rể, ghi dấu một bức ấn vô cùng tuyệt vời. Ngày vui hạnh phúc của họ cũng chính là niềm vui của tất cả chúng ta, bởi chính họ đã đưa tất cả chúng ta, những con người xa lạ ngày hôm nay lại có mặt tại nơi đây, và cùng với những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho dâu rể, chúng tôi, những người thực hiện chương trình trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Nga Mạnh, cũng có những món quà bằng âm nhạc, xin phép được truyền tải những lời yêu thương để dành tặng tới dâu rể. Và sau đây thì với một sáng tác được mang tên Rước Tình Về Với Quê Hương, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Anh xin đưa em về quê hương Việt Trần.
che mắt tôi lo có con chỉ sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa có em có anh vào nhà tiếng che che mắt tôi lo có con chỉ sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương giúp cho tình yêu và nỗi nhớ trao gửi cho nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mượn âm nhạc để truyền tải những lời yêu thương, những thông điệp ngọt ngào để tô thắm cho vườn hoa hạnh phúc của sư cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây thì để tiếp nối chương trình với một món quà âm nhạc, đó tiếng hát của người dì cô dâu. Xin mời tiếng hát của ca sĩ Đinh Lan sẽ trở lên sân khấu của chương trình. Có những món quà âm nhạc để dành tặng cho các cháu. Quý vị ơi, quý vị hãy cùng dành tặng cho món quà từ phía gia đình họ nhà gái ạ. Ngày hôm nay trở về từ mảnh đất quê hương Bình Thuận rất là xa xôi, đang có mặt hiện diện tại mảnh đất quê lúa Thái Bình của chúng ta, và bằng những tình cảm của người dì của cô dâu dành tặng cho các cháu những món quà âm nhạc, thì sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe và thưởng thức ạ. Tới quý vị có mặt trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay, một lời chào thân thương nhất ạ. Và dì cũng không có gì hơn chỉ có những lời ca tiếng hát gửi tới Lệ và Nga. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn sáng tác của Trần Quang Lộc, ca khúc Câu Hát Tình Quê ạ.
đợi người chờ. Về ra cũng có đò năm xưa đã thương nhau về lời thề để đêm dài rủ tiếng lòng nhau để quý vị. Xin được cảm ơn tiếng hát và món quà âm nhạc, những thông điệp rất là tuyệt vời mà người dì của cô dâu đang dành tặng tới các cháu của mình. Xin đỡ thay tiếng nói của dâu rể thì kính chúc cho dì sẽ có thật nhiều sức khỏe và gặt hái được thật nhiều những thành công trong cuộc sống. Và thưa quý vị, để rồi mẹ con ta tình nghĩa nặng tình sâu, mà hôm nay mừng rể mừng dâu mẹ về, hỡi ai mê mải đồng quê đắm say khúc hát, ta lại cùng về mừng duyên và mừng cho rể Thảo dâu Hiền, mừng cho hạnh phúc tình duyên vững bền. Sau đây quý vị hãy cùng đến với món quà âm nhạc, tiếng hát của người mẹ của cô dâu ạ. Kính mời quý bà trở lên sân khấu để tặng quà cho các con. Xin mời ạ. Dạ, mẹ không có gì, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin hát bài Người Về Từ Triều Châu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính chúc cho bố mẹ có thật nhiều sức khỏe và sẽ cùng tiếp tục vun đắp hạnh phúc cho các con trên bước đường xây dựng gia đình. Thưa quý vị kính mến, ngày hôm nay nhà gái vui một nhưng nhà trai thì lại vui gấp đôi vuông tròn, không đẻ mà lại có thêm con vừa xinh vừa đẹp lại muôn phần nết na. Vâng ạ, thưa quý vị, và để theo những tiếng hát và lời ca thì sau đây ạ, tiếng hát của ông Định là ông của chú rể sẽ có những bản tình ca để chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Rồi cũng là thay mặt cho gia đình nhà trai, nhà gái là hát hai bài liền rồi. Tôi cũng là ông của cháu nên chúc mừng hạnh phúc hai cháu và cũng xin được thông ca với lại nữ ca sĩ của một ban tổ chức hát rất là hay. Một bài hát Thái Bình quê hương tôi. Sáng tác của tác giả Bùi Hoàng Nguyên Minh, ca khúc Thái Bình quê hương tôi. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà một gia đình hoặc nhà trai muốn trao tặng dành riêng cho gia đình hoặc nhà gái. Ngày hôm nay đã vượt qua một chặng đường rất là xa xôi trở về từ tỉnh Bình Thuận. Xin mời quý vị hãy cùng ghé thăm những danh lam thắng cảnh của mảnh đất quê lúa Thái Bình vào ca khúc Thái Bình quê hương tôi ạ. Rồi một ngày anh sẽ về.
Món quà âm nhạc và tiếng hát của người ông chú rể đã trở về sân khấu của chương trình với một sáng tác của tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh, ca khúc Thái Bình quê hương tôi. Vâng ạ, xin chúc cho cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau chung tay, cùng nhau phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương để cùng làm rạng danh cho gia đình và dòng tộc, đưa mảnh đất quê hương Thái Bình cũng như mảnh đất quê hương Bình Thuận của chúng ta ngày càng lớn mạnh và giàu đẹp phát triển hơn nữa. Vâng ạ, chia tay với tiếng hát của ông chú rể, sau đây xin trân trọng kính mời tiếng hát của bác Dương ạ. Bác Dương sẽ trở lên sân khấu của chương trình với một sáng tác của tác giả Phú Quang, ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em. Xin trân trọng và kính mời. Và để vui cho nhà cháu bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em. Yeah.
Dương với một sáng tác của tác giả Phú Quang, ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em, thành những lời chúc tốt đẹp để dành tặng tới các cháu của mình. Xin kính chúc cho bác có thật nhiều sức khỏe cũng như gặt hái được thật nhiều những thành công trong cuộc sống. Và chia tay với tiếng hát của bác Dương thì sau đây xin mời cô Minh sẽ trở lên sân khấu của chương trình với một sáng tác được mang tên Chân Tình. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đón nghe và thưởng thức ạ. Tới đầu bạc sang long, và em chúc mừng anh chị Vân Phi và bên hai bên gia đình được có dâu hiền dễ thảo và con ngoan ạ. Và cháu xin chúc hội hôn ông bà cô dì chú bác và anh chị em được mạnh khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất là được mạnh khỏe, được bình an và gia đình được hạnh phúc ạ. Cháu xin hát một bài Chân Tình ạ. Bài hát này cô hát tặng hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc viên mãn. Tới đầu bạc sang long. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh, nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớ quên, những ân trong người lắm đang nhìn về. Và anh đã nhớ những giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ an thân trong ước kỳ này, tình yêu thì thấy nguyên vẹn trong đêm bão sông, giữa hoàng tàu là lãng quên nơi quê đường có Yes.
cho món quà âm nhạc tiếng hát của cô Mây ạ, với một tình cảm rất tuyệt vời. Một người hàng xóm của gia đình cũng đã trở về với những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho các cháu. Kính chúc cho cô cũng như gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặt hái được thật nhiều những thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, thưa quý vị, và đến giờ phút này thì chương trình lễ thành hôn chúc hạnh phúc cho chú rể Bán Nam và cô dâu Minh Lệ đã được diễn ra thành công và tốt đẹp. Chúng tôi xin được mượn một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng ạ. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình thì chúng tôi còn muốn kéo dài hơn nữa, nhưng do công việc bận mải và công việc còn khắc phục với cơn bão số 3 của chúng ta còn đang là chờ đợi. Chính vì thế vậy mà chúng tôi xin được khép lại chương trình văn nghệ và chương trình lễ thành hôn chúc phúc cho dâu rể tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đến tình cảm, sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị khách quý cũng như quan viên hai bên gia đình ngày hôm nay đã tạm gác lại những công việc riêng tư của mình để cùng trở về tại thiên gia của gia đình họ nhà trai trên mảnh đất thôn Đông Các, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để cùng tham dự trọn vẹn ngày hồi phúc của cô dâu và chú rể. Chính sự có mặt của quý vị trong bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là niềm vinh hạnh to lớn của hai bên gia đình. Để thay lời cảm ơn từ phía gia đình, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về cánh cổng hoa số 1 của gia đình họ nhà trai để cùng gửi tới các vị khách quý những lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cũng như gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, để cho con ước mơ ngàn đời con ước mơ. Này rất dũng cảm. Cậu có đứng hơn quay. Cậu phi ơi, cậu phi nhìn đây cháu ấy. Hai bác cười lên tí cho cháu nha. Hai ba.